Mây nào mây sẽ bay trong chiều. Nguyên đề tốt. Đôi vàng và cánh lá bi. Tình nào tình trắng quyến luyến. Mộng đẹp còn sai cớ sao vẫn chờ ai. Hoa nào hoa thấm nhưng dở dàng. Sông nào sông sẽ trôi xa ngàn. Bên sông và ngọn gió lớn ngàn trùng mịt mù sông nước. Tình nào là tình để mình còn đợi mong. Gió cuốn hoa trôi về đâu em biết không. Sáng sớm có em chờ cơn mưa sáng hồng. Chiếc lá úa trong mùa đông. Nước mắt có khi đục trong. Biết nói chi thêm hoài không. Khóa máy thì không biết nữa. Quằn quằn quay. Có chuyện gì vậy? Đã hứa là hoạn nạn có nhau rồi mà. Sao giữ một mình trong lòng không nói vậy? Đang ở đâu? Tao đang tìm mày. Kiếm mày nha. Quạt 21 nha mày. Hên quá ta. Cho giữ. Mày đi mày. 20. Yeah. 20 hoài luôn á. Đặt tiền vô đi. Tao đặt 1 triệu nha. Ok. Thằng Minh Quân. Nó là con rơi của ba con. Nó là con rơi của ba con có biết không? Mày nói cái gì? Ngoài ra anh thấy Minh Quân có nhiều điểm rất giống anh. Giống anh từ cách uống trà, pha trà, luận trà. Tụi con, Minh Quân, Hoàng Thanh, tụi con xin hứa, kể từ ngày hôm nay, tụi con sẽ là huynh đệ tốt với nhau. Kể từ bây giờ, Minh Quân sẽ là anh em tốt của con. Con sẽ không bao giờ để Minh Quân chịu thiệt thòi. Xin thề. Xin thề. Đặt vô Thanh. Không chơi đâu, về đi. Rồi. Má phấn mày. Làm gì vậy? Trời ơi! Chạy gì, chạy đi em gái! Mấy anh dừng lại mấy! Làm cái gì vậy? Gà của tôi đâu? Mấy con gà đâu? Người nhà mà, nhận ra tôi không? Tôi hay đi với Hoàng Thanh nè. Bạn tôi, để tôi nói chuyện với cổ chút nha. Nè, là cô nữa hả? Gây chuyện gì nữa rồi? Lỡ đụng vô chuồng gà của mấy ổng đó. Gây quả rồi. Gây chuyện rồi, đứng đó tự thế nữa. Bộ cô biết võ hả? Không. Tôi đứng tôi làm màu thôi. Lỡ mà có xông vô đánh hả? Tôi để cho anh đánh đó nha. Chuẩn bị đi. Mẹ. Đi. Nói cho con biết nha. Không ngủ đây có hai tên đâu. Một tên, còn lại một tên nữa. Một tên tôi đặt con hôm nay. Có thể là lại một tên đây. Nếu mình có xếp ở đây. Dạ, em chào mấy anh. Trời ơi, mấy anh có mấy con gà dễ thương ghê luôn á. Nãy em thấy tụi nó bị nhốt vào trong chuồng vậy, nó tội quá. Cho nên là em mới tông vô tụi nó chạy chơi, dễ thương luôn. Trời ơi, em thấy nha, mấy anh đúng là nuôi chủ gà tới nấy luôn nha. Mấy anh dễ thương y chang cho mấy con gà vậy luôn nè. Chết à.
Dạ thôi, em nói thẳng vô vấn đề luôn nha. Em lỡ làm hư hỏng của mấy anh cái gì á thì em sẽ đền lại cho mấy anh. Chứ thật sự là em chỉ bị lạc tay lái cho con gà nó bay vô em thôi à. Chứ em không có cố tình đụng vô chuồng gà của mấy anh đâu. Em xin lỗi mà. Em đụng gãy chân gà của anh rồi, em đền sao đây? Thì có gì anh cho em mua lại con gà đó, em về nhà em kho xả. Anh cứ tính bằng cái ký ngoài chợ á, nhưng mà em sẽ trả anh gấp đôi, anh đừng lo. Dạ không có, không có. Nó giỡn chơi thôi. Mấy anh có gì á, gà bị sổng ra rồi, gà rồi tôi đền cho ha. Em đền tôi, cho. Tôi dọn dẹp chỗ này cho anh ha. Tôi đứng đó đi. Có gì mày biết nhiều tiền lên xe chạy đi. Chưa. Để tôi dẫn dẹp ha. Gà đá người ta mà em coi là gà ngoài chợ hả? Đền ký hả? Đền được không? Gà đá hả? Nói nhau ngày được nè. Biết một con mấy chục triệu không? Vậy dạ, cái lòng nè. Để vô. Làm phiền anh nội, xin lỗi. Chạy đi, mở máy nghe chưa? Dạ, mấy con gà xong rồi đó mấy anh. Mày muốn đền hả không? Dạ. 50 triệu. 50 triệu. Dạ được, 50 triệu để em đền cho. Dạ đền chứ. 50 triệu thôi. Chạy đi quên. Ê, chạy đi. Bình Quân, nhanh lên. Đứng lại. Nhanh lên. Đứng lại mày. Hai đứa mày chết với tao nè. Đứng lại. Chết tao hả? Biết một nguồn là anh của nó. Chắc chắn Hoàng Thanh sẽ không chấp nhận, vì một rừng không thể có hai hổ. Còn tôi kiếm Minh Quân hả? Tôi lấy lại hai con gà. Vậy là bà Hồng đã nói, và Hoàng Thanh cũng đã biết được. Tới đó, xuống đi. Ê, nè. Sao cô biết nhà tôi ở đây vậy? Tôi cũng biết nhiều điều về anh lắm. Hẹn gặp anh một ngày gần nhất ở đây ha. Ở đây hả? Ủa? Ở đây. Đúng rồi. Để làm gì? Bí mật. Chạy với chiếc xe. Nè, tụi bay thích hai con gà của tao lắm đúng không? Cho tụi bay nè. Hai con gà này có đủ đền cái bầy gà chí của tao không? Tao không cần. Mày nói gì vậy? Tao không hiểu. Cái thằng đi chung với mày đâu? Tao tới đây một mình, không biết gì hết á. Giờ bây giờ tao muốn đánh bài. Mày đừng có giả bộ. Cái thằng chiến hữu của mày á, đến đây phá đám cái bầy gà chiến của tao. Hôm nay mày vác xác mày đến đây thì mày đền cho nó đi. Tao là tao, nó là nó. Chuyện của nó không liên quan với tao hết á.
Tụi bay muốn á thì đi kiếm nó giải quyết đi, giết nó cũng được đó. Thôi được coi, mày đừng có diễn nữa. Chính mày đã sai tụi nó tới đây phá gà của tao để mày trả thù cái vụ đá gà thua hôm trước, đúng không? Tao nói không liên quan tới tao. Sao mày dắt nó hoài vậy? Quên đánh bài đúng không? Thôi về tụi bay. Đánh chết mẹ nó tao. Mày 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 mày. Gia truyền của nhà tao đó, má tao cực kỳ lắm. Bây giờ mới cho tao đó. Tao mang qua để tặng cho bác Lực đó, chắc chắn ba mày thích lắm đúng không? Tao đi tìm mẹ không? Mặt mày sao vậy? Có chuyện gì vậy Thanh? Thanh, có chuyện gì vậy? Tại sao mày khóa lấy điện thoại? Tao không thể liên lạc với mày. Mày thua đá gà đúng không? Tụi nó đánh mày phải không? Mày thua nhiêu? Nói đi, tao giúp mày trả. Cái gì vậy? Tại sao tao hỏi nãy giờ mày không trả lời? Thanh à, mày có còn coi tao là bạn thân của mày không? Thật thôi, tao không biết phải đối diện với mày như thế nào. Mày xuất hiện trước mặt tao đi. Mày nói cái gì vậy? Đứng lại đó. Nè, mày đang gặp chuyện gì? Mày nói cho tao biết coi. Chuyện gì vậy? Tao nói mày biến đi. Mày biến đi cho tao.
này con mới về vậy hả? Dạ thưa má. Sao về trễ vậy con? Dạ con. Khoan đã, mặt con sao vậy hả? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Con lại đánh nhau với ai nữa hả? Má, con có đánh nhau với ai đâu. Con bị té trên đồi trà đó. Con nhìn ngang đi má. Quân à, má thấy con buồn lắm. Có chuyện gì vậy? Dạ thì cũng có chút chuyện, nhưng mà không quan trọng đâu má. Con về nhà nghỉ vậy má. Má, hai con gà đó rồi má. Hôm nay Hoàng Thanh tới mang hai con gà đi rồi. Má nghĩ từ nay trở đi cậu ta sẽ không mang gà tới gửi nữa đâu. Xếp về lại thành phố đi con. Sao vậy má? Má, con với Hoàng Thanh nó chỉ không hiểu nhau thôi. Nhưng mà con không thể bỏ Hoàng Thanh lúc này đâu má. Má, có thể là do Hoàng Thanh á thua độ lớn nên trong lòng mới bực tức như vậy. Mà cũng do lỗi tại con thôi. Có một lần con lỡ nói là con không giúp Hoàng Thanh gỡ nợ nữa. Chắc như vậy nó mới giận con. Tụi con là bạn thân mà má. Mà sao má biết con với Hoàng Thanh có chuyện gì? Bộ có chuyện gì sao má? Không có chuyện gì. Má chỉ đoán mò vậy thôi. Với lại má con mình đi đi. Má, má đang giấu con chuyện gì đúng không má? Đây là lần thứ hai má nói con rời bỏ nơi này về lại thành phố. Có chuyện gì vậy má? Con làm sao vậy? Làm gì có chuyện gì chứ? Má chỉ nói vậy thôi. Thôi con vô nhà nghỉ ngơi đi. Dạ. Minh Quân, chuyện thương thế của con hãy đợi thêm một thời gian nữa. Bây giờ không phải là lúc để ba công bố con là con của ba. Con hãy cố gắng đợi thêm một thời gian nữa thôi. Dạ, con biết rồi. Hiện tại con nên cố gắng làm tốt công việc của mình với Hoàng Thanh. Dạ, con hiểu mà ba. Có một điều ba muốn cho con biết. Con chính là người kế nghiệp sự trạo của ba, chứ không phải là Hoàng Thanh. Ba, ba nghĩ như vậy rất sáng suốt đó ba. Con nói như vậy là ý gì? Ba, con chắc chắn có một điều ba chưa biết đâu. Hoàng Thanh đã trốn ba, đi chơi cờ bạc, đá gà, ăn chơi tứ đổ từ đều có đủ đó ba. Có chuyện đó sao? Dạ thật. Ngày ngủ đêm chơi. Chính vì vậy ba thấy Hoàng Thanh ngủ gục khi làm gì, đúng không ba? Thì ra là vậy. Không phải thì ra là vậy đó ba, mà chắc chắn là vậy. Chuyện này dì Hồng có biết không? Dạ rất rõ. Chính dì Hồng đã cho tiền, còn bao che cho Hoàng Thanh trong chuyện này đó ba. Minh Quân, khốn nạn! Minh Quân, bà khốn nạn! Minh Quân, Minh Quân, Minh Quân, Hoàng Thanh, Hoàng Thanh, con sao vậy? Nè, tôi nè, nè, mẹ nè, mẹ nè, mẹ, nè,
Đừng la lớn bà con nghe đó. Con sao vậy, nằm mơ hả? Hả? Trời đất ơi, cái bà con bị gì vậy hả? Mẹ, ai đánh con? Hay là con bị cái gì, nói cho mẹ nghe coi, cái chuyện gì vậy? Còn với Minh Quân, nó đánh con hả? Thằng khốn nạn, đau lắm không? Mà nè, hôm qua nay con đi đâu, ba con kiếm con đó. Mẹ, qua đây con có chuyện buồn. Đi vài bữa nữa con gặp ba. Ờ thôi được rồi, thôi nghỉ ngơi đi con nha. Chuyện gì còn có mẹ, để mẹ xuống mẹ tìm cách nói với ba con. Nghỉ ngơi đi con. Khốn nạn. Tao là mày biết đi. Mày biết đi. Mày biết đi. Bà Hồng đúng là khôn ngoan. Sau khi biết sự thật về thân thế của Minh Quân, bà ta đã bắt đầu tìm cách chia rẽ hai đứa nhỏ. Minh Quân là người sống tình cảm, cho nên nó sẽ rất khó để chấp nhận sự thật này. Tại sao tự nhiên Hoàng Thanh lại nói câu đó với mình? Tại sao vậy? Chắc chắn là có chuyện gì đó rồi. Hoàng Thanh đang giấu giếm mình chuyện gì? Gió cuốn hoa trôi về đâu em biết không? Sáng sớm có em chờ cơn mưa sáng hồng. Mày ở trong phòng nãy giờ, vậy mà tao gọi điện thoại không nghe máy. Mày đang có phòng tao ngay. Mắt có khi đụng. Tại sao vậy? Biết nói chi tao cũng có nhiệm vụ trả lời câu hỏi của mày. Hoa Thanh. Sao giọng tiếng của mình Quân vậy? Một chuồng không thể có hai con gà chiến, mà một con gà không được bao cửa, không được uống đông trùng hạ thảo, cũng là một con gà thơm. Hoàn cảnh chúng ta không thể nào cả hai tồn tại trên mảnh đất này, thì cầm tiền đi.